Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ và mưa phùn trong 3 ngày tới, còn khu vực từ Quảng Bình tới Bình Thuận, Tây Nguyên trời nắng nhiều. Dự báo sáng ngày mai, thành phố Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh trong ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn đi kèm với sương mù, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 tới 26 độ. Thành phố Đông Hà và Huế trong ngày có nắng nên là nhiệt độ cao hơn, trong khoảng từ 28 tới 29 độ. Từ Đà Nẵng trở xuống tới Phan Thiết, dự báo ngày mai trời nắng cả ngày nhưng mà không quá nóng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29 tới 30 độ. Ở Tây Nguyên ngày mai nắng mạnh và nóng lên thấy rõ, nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa dao động trong khoảng từ 31 tới 33 độ. Thời tiết tại Bình Định rất lý tưởng cho những chuyến du lịch của quý vị, dự báo là nắng trải đều trong cả 7 ngày tới, trời không mưa với mức nhiệt dễ chịu trong khoảng từ 28 tới 31 độ. Một điểm đến còn hoang sơ và thơ mộng mà quý vị không nên bỏ qua, đó chính là Cù Lao Xanh. Nằm ngoài khơi cách thành phố Quy Nhơn chỉ khoảng là 24 km với 30 tới 40 phút đi cano. Đến đây thì ngoài tắm biển, bạn có thể lựa chọn cho mình các hoạt động lặn ngắm san hô hay là chơi các trò cảm giác mạnh như là cưỡi cano lướt sóng này, lênh đênh trên biển bằng phao, hoặc chúng ta cũng có thể tự thuê lều cắm trại trên bãi cát hoặc là nghỉ lại homestay của người dân địa phương. Nếu dừng chân tại thành phố Đà Lạt dịp này thì quý vị cũng hoàn toàn có thể yên tâm về thời tiết. Dự báo trong cả 7 ngày tới, Đà Lạt đều nắng đẹp với mức nhiệt trong khoảng từ 24 tới 27 độ. Về đêm và sáng sớm thì trời chuyển rét do là nằm ở địa hình cao. Nhiệt độ sẽ giảm xuống còn từ 14 tới 17 độ. Những chiếc áo khoác hay là khăn quàng sẽ rất cần thiết nếu quý vị tham gia chợ đêm Đà Lạt hoặc là đi săn mây vào sáng sớm. Quý vị có lịch trình đến với thành phố Hồ Chí Minh dịp này thì nên lưu ý vì dự báo hôm nào tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nắng mạnh. Nóng nhất là vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên tới 34 đến 35 độ. Nếu quý vị sinh sống ở khu vực phía Bắc đến đây dịp này, khi mà đang quen với thời tiết mùa đông có thể sẽ bị mệt mỏi khi gặp tiết trời nắng nóng trong mùa khô của Nam Bộ. Trái ngược với nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh thì thủ đô Hà Nội lại đang trải qua những ngày mưa ẩm không mấy dễ chịu. Dự báo hầu như cả 5 ngày tới tại thủ đô Hà Nội đều có mưa nhỏ, mưa phùn. Tình trạng nồm ẩm sẽ tiếp tục xuất hiện, khả năng là từ thứ ba khi mà không khí lạnh tràn xuống gây mưa sẽ làm giảm nhiệt tại thủ đô. Trời chuyển rét khi mà nhiệt độ giảm sâu xuống còn 20 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.